Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Mấy ngày hôm nay đó thật sự là đuối các bạn. Ngày hôm nay nè, ở bên Cali 100 lẻ mấy độ đó. Cả một ngày trời CiCi nằm mê man luôn. Ngày hôm qua đó đi ra biển, CiCi nằm một ngày ở ngoài biển luôn các bạn. Nằm từ hồi 11 giờ trưa cho tới 5 giờ chiều. Một mình thôi. Nằm ngủ một giấc ngon luôn, ngủ dậy trời ơi, cát nó vùi ở trên người CiCi. Trời ơi, mặt mày nè, lấy cái nón chụp lên trên mặt nằm ngủ. Mà cái nón nó thưa đó, trời ơi, cát nó vô đầy mặt CiCi hết trơn. Lúc ổng tới, ổng đón CiCi về, ổng nhìn CiCi mà ổng hết hồn luôn. Các bạn biết xong, nằm ở dưới cát đó, rồi người ta đi đó các bạn, thế là cái chân người ta dít cát lên, trời ơi CiCi nhìn ngày hôm qua là trời ơi thê thảm luôn. Nhưng mà tại vì CiCi thích như vậy lắm, CiCi rất là sợ nước, nhưng mà CiCi thích vùi mình vào trong cát quái như vậy đó. Đi ra biển mà không xuống nước, nhưng mà đi ra biển lại thích vùi mình vào trong cát, ngộ ha. Thôi để bây giờ CiCi nói luôn nè, CiCi sắp về rồi, chỉ còn vài ngày nữa là CiCi về thôi. Thì năm nay là không có đi Las Vegas. Đúng ra là CiCi đi Las Vegas rồi, nhưng mà có một chút trở ngại, rồi thôi cũng lại cancel. Nói chung năm nay đó là chủ yếu đi Hawaii, rồi sau đó là làm mắt. Nhưng mà cuối cùng thì không làm mắt được, là lỗi do CiCi không có nghe lời chị Christine dặn. Cho nên là CiCi đã để cho cặp mắt của mình nó quá khô quá sức luôn, đến mức độ không làm được. Thì bây giờ CiCi sẽ về nhỏ mắt và dưỡng mắt chắc khoảng 3 tháng hơn. Thì CiCi sẽ đi khám ở bên CiCi và sẽ báo cho chị Christine biết. Nếu như mà mắt đã ok rồi thì có thể là 3-4 tháng nữa CiCi sẽ trở qua để làm. Mắt của CiCi làm được là tại vì bây giờ CiCi vừa bị viễn thị vừa bị loạn thị luôn. Tức là nhìn xa nó cũng hơi bị mờ mờ, mà nhìn gần thì cũng không thấy gì. Cho nên mắt của CiCi là làm được. CiCi là thay cái thủy tinh thể luôn các bạn. Thì cái đó chị nói là cái giá khoảng từ 9.500 tới 10.000, 11.000 tùy đôi mắt mỗi người khác nhau ha. Nhưng mà CiCi không có laser nữa, mà CiCi là thay thủy tinh thể, tức là làm vĩnh viễn luôn đó các bạn. Đó, thì bây giờ CiCi sẽ ráng cố gắng dưỡng đôi mắt của mình, nhỏ thuốc đều ha. Thì những gì mà chị Christine dặn CiCi, CiCi sẽ ráng cố gắng làm. Để 3-4 tháng nữa đôi mắt của CiCi ok thì lúc đó CiCi sẽ bắt đầu làm mắt thay thủy tinh thể ha, vĩnh viễn luôn. Đó là CiCi chia sẻ về đôi mắt. Thì bây giờ như vậy, mấy ngày nữa CiCi về rồi thì CiCi cũng muốn có được một chút quà gì đó để tặng cho các cô chú anh chị em ở Việt Nam, những người nào mà phải cần đeo những cái cặp mắt kính này gọi là loạn thị hả, kính đọc sách á. Giống như là mọi năm nào CiCi cũng tặng cho các cô chú bác anh chị, thì năm nay cũng vậy. CiCi sẽ đi mua những cái loại kính này, CiCi cũng đeo các bạn, chứ không phải là CiCi không đeo đâu ha. CiCi nói mà cái gì CiCi xài, CiCi mới bán hoặc là mới tặng, chứ không phải là CiCi đeo một cái đặc biệt rồi tặng cho các chị em cái thường, không có đâu. Đó, thì cái này nè, mua ở $1.99 vậy đó, có 1 đồng mà. Nhưng mà hôm bữa CiCi ra đó chỉ còn chừng 9 cái ở trong một cái tiệm 99 thôi, có 9 cái thôi các bạn. Người ta mua hết rồi, không còn một cái gì ở trên đó hết. Thì 2 độ 75, thì đây chính là cái mắt kính mà CiCi mua đó, 2 độ 75. Tại vì CiCi mỗi lần đeo này CiCi hay quên lắm, leo lên xe ngồi là quên. Thôi sẵn đi ngang qua chỗ đó ghé cho mua luôn. Thì đây là cái kính đó đây. Thì CiCi đó sẽ đi nhiều nơi để CiCi tìm một chút quà cho các bạn ở bên Việt Nam, các cô chú, các anh chị em. Thì CiCi sẽ mua 50 cái mắt kính như vậy. Thì có thể là giá nó sẽ lên thành 1 đồng mấy, chứ nó không còn là 99 cent nữa. Nhưng mà ok, CiCi sẽ mua 50 cái mắt kính. Các cô chú bác anh chị em nào ở bên Việt Nam, make sure mắt của mình bao nhiêu độ, nhắn tin với anh Sa liền đi. Số phone của anh Sa 098 257 1934, 098 257 1934. Nhắn với anh Sa: anh Sa ơi, mắt của tôi, mắt của em, mắt của anh, mắt của chị gì đó bao nhiêu độ ha. Chỉ cần nhắn như vậy thôi, không cần gọi cho anh Sa, nhắn tin để anh chị, để lưu lại được cái tin nhắn đó. Rồi cái ngày mai anh Sa anh gửi cho CiCi, sáng ngày mai CiCi ngủ dậy là coi của người nào độ như thế nào thế nào, CiCi chạy ra mua đi gửi luôn. Đó, sắp về rồi, 1-2 ngày nữa CiCi về rồi ha. Cho nên là ngay tại Cali ra gửi luôn, vừa nhanh vừa lẹ vừa rẻ tiền. Cái tiền gửi đó còn ở từ ở bên CiCi mua thì thiếu gì rồi lại phải gửi qua Cali, rồi từ Cali gửi về nữa, cho nên cái tiền gửi CiCi tốn tới 2 lần tiền gửi mới về được tới Việt Nam đó. Cho nên là tiện lúc nào CiCi làm lúc đó. Con gái CiCi cho tiền đi du lịch chơi nè, nhưng mà lúc nào CiCi cũng dành lại một chút xíu tiền gì đó để gửi cho các chị em ở bên Việt Nam một chút quà. Coi như CiCi đi chơi, CiCi vui, CiCi cũng muốn cho các chị em ở Việt Nam, cô chú bác anh chị gì đó một tí xíu quà thôi, chỉ một vài đô la thôi. Nhưng mà các cô chú, các anh chị em có được cái cặp mắt kính như vậy nè, đeo biết để làm gì không? Để bấm nút like cho CiCi đó. Thấy CiCi khôn không? Cái này là CiCi dụ đó ha, không có mắt kính, không có thấy đường, bấm nút like tặng cho CiCi. Cho nên CiCi tặng cho mắt kính nè, để bấm tặng cho CiCi nút like. Ok. Nói vui thôi nha. Ai mà thấy video CiCi chia sẻ hay thì tặng cho CiCi một nút like đi, chia sẻ với bạn bè đi. Ai muốn vào nhận mắt kính cũng được, CiCi sẽ mua 50 cái để tặng cho các cô chú anh chị em ở Việt Nam thôi. Còn các bạn ở bên Mỹ thì dĩ nhiên là không cần rồi, đúng không ạ? Hoặc là các nước thì chắc cũng không cần đâu. Ưu tiên dành cho các cô chú bác anh chị em ở bên Việt Nam. Ai mà nhắn được cái độ thì CiCi sẽ mua đúng độ, còn nếu không thì CiCi mua đại vậy đó, rồi cứ gửi đại về cho anh Sa 50 cái đi, rồi các chị em gọi cho anh Sa đi, rồi người nào đúng độ thì anh Sa giao. Các chị em ở Sài Gòn thì sẽ dễ hơn, tới nhà nhận, hoặc là anh Sa có đi ngang qua nhà của các anh chị, anh Sa ghé anh Sa đưa. Còn các chị em ở dưới tỉnh á, có một cái mắt kính này sao gửi được thì CiCi cũng không biết nữa, thì chắc phải liên lạc với anh Sa nha. 50 cái. Ngày mai CiCi sẽ theo cái tin nhắn của anh Sa mua gửi tặng cho các cô chú bác anh chị em ở Việt Nam 50 cái mắt kính. Là CiCi kết thúc cái chuyến du lịch này một chút quà gửi cho quý cô bác anh chị em ở Việt Nam ha. Tính ra đó chỉ chừng một vài đô thôi, không tới 2 đô la nữa, nhưng đó là tấm lòng của CiCi đó, gửi tới các cô chú anh chị em ở bên Việt Nam. CiCi đi chơi vui, CiCi muốn ai cũng vui cả. Các chị em bên Mỹ này thì khỏi nói rồi, ai cũng có thể đi ra mua được hết, nhưng mà các chị em mình ở Việt Nam đó mua không phải dễ. Rất là nhiều người đã nhận được kính này rồi, nói với CiCi đó, phải chi mà ở Việt Nam có bán thì không có làm phiền CiCi rồi, nhưng mà ở Việt Nam bán họ cũng mua, cũng tính ra cũng khoảng chừng 3-4 đô la lận. Nhưng mà sau đây không được có một vài tháng tự nhiên cái này nè, nó trầy trụa hết trơn à, rồi nó mờ không có thấy đường luôn. Nhưng mà kính của CiCi đó đeo hơn nửa năm rồi, nó vẫn bình thường, hình như nó không bị trầy. Nhưng mà vẫn là của Made in China, nhưng mà không biết sao CiCi gửi về nó lại khác, mà mua tại Việt Nam nó khác. Đó là CiCi đọc được bình luận của các chị em gửi cho CiCi, CiCi nói như vậy thôi. Công việc này rất là nhẹ nhàng mà tốn ít tiền nữa, cho nên là CiCi gửi chút quà cho cô chú bác anh chị em bên Việt Nam nha. Sau video này hãy nhắn tin cho anh Sa, không cần nhắn tin cho CiCi đâu, CiCi gom vào của anh Sa. Sáng ngày mai ngủ dậy CiCi nhìn, rồi CiCi chạy đi mua luôn, rồi đi gửi luôn. Ngày mốt về rồi, sáng sớm ngày mốt là đã đi về rồi ha. Chứ nếu không thì sẽ không kịp nữa. Rồi số phone của anh Sa nè, 098 257 1934. Anh Sa là anh của CiCi đó, cho nên yên tâm. Những chị em nào đã mua hàng của CiCi quen rồi thì ok. Các chị em nào mà mới chưa có biết về CiCi, chưa biết về anh Sa thì yên tâm đi, anh Sa là anh của CiCi đó, không có tính các chị em nào một đồng xu các bạn. Đây là quà CiCi gửi tặng đó, 1-2 đô la thôi, không nhiều đâu, nhưng mà CiCi biết là các chị em cần. Nhắn tin với anh Sa bạn là nam hay là nữ để CiCi biết, để CiCi mua nam mua theo nam, nữ mua theo nữ ha. Cho CiCi biết mấy độ nè, tên nè, hoặc là ghi 4 số phone cuối để không có bị lẫn lộn người này với người kia. Anh Sa sẽ chụp lại màn hình gửi qua cho CiCi, CiCi theo đúng như vậy mua. Còn nếu như mà ít bạn quá thì CiCi mua đại vậy đó, rồi gửi về có cái nào CiCi mua cái đó, thì đúng độ người nào thì người đó nhận ha. Rồi, CiCi xin được tạm ngừng video ở đây. Kính chúc cả nhà một ngày mới luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye, I love you.